run đôi vai em đau ngày nào bước đi. Tin yêu em trao cho anh cất đi sao đành. Bao nhiêu yêu thương lâu nay giận lòng cô quên. Tôi tên là Đỗ Hoàng Anh. Năm nay tôi 22 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh với cái niềm đam mê và khát khao với âm nhạc từ lúc bé và mong muốn lớn lên sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Hết cấp 3 thì tôi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bắt đầu thực hiện cái niềm đam mê và khát khao đó. Tôi luôn có một cái suy nghĩ rằng là với một người ca sĩ không những phải hát hay mà cũng cần phải có một cái ngoại hình thật sự là ưa nhìn. Ca sĩ có ngoại hình thì rất là dễ dàng để có thể phát triển và thu hút được cái sự yêu mến của giới trẻ. Chính vì cái khuyết điểm là hàm móm nên là mình đã gặp khá nhiều những cái vấn đề trong nghề nghiệp. Bởi vì là hàm móm thì khi mà khẩu hình của mình trông rất là xấu và cái khuôn mặt cũng sẽ không được hài hòa. Vậy nên là mình quyết định là thẩm mỹ và mà mong muốn là phẫu thuật về cái khuyết điểm trên khuôn mặt mình để làm sao sau khi phẫu thuật xong khuôn mặt mình sẽ hài hòa hơn, cũng như là cũng bỏ đi được cái nhược điểm về phát âm khi luyện thanh và bỏ đi được cái khuyết điểm về cái khuôn hàm không đẹp lắm. Tôi là cô của Hoàng Anh và tôi cũng hiểu là lý do vì sao Hoàng Anh muốn thay đổi diện mạo. Bởi vì ai cũng muốn làm đẹp, ngoài việc là tôi luôn động viên cháu vẻ đẹp tâm hồn là quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh cái vẻ đẹp tâm hồn thì về hình thức cũng rất là quan trọng. Nhất là người của công chúng thì bao giờ cũng vậy. Trước công chúng thì nếu mà đẹp thì ai chẳng thích, phải không? Tôi tin chắc rằng sau cái cuộc phẫu thuật này với diện mạo mới, đẹp hơn thì Hoàng Anh sẽ tự tin hơn, đặc biệt là trong công việc của mình. Sau khi xem những hình ảnh vừa rồi thì không biết là Phan Ngọc Luân có cảm nhận như thế nào về bạn Hoàng Anh? Em thấy là bạn này là không có xấu, nhưng cho chỉ có một điều á, là bạn Hoàng Anh chọn cái nghề nghiệp đó là nghệ thuật thì cái nghề nghiệp này lại quá tiên quyết, ngoại hình lại quá là quan trọng. Tiêu chí hiện nay nghĩa là thị hiếu nữa, gọi là thị hiếu hiện nay của khán giả là không phải chỉ có hát hay không đâu mà phải đẹp nữa, đúng không ạ? Và bác sĩ thấy sao khi mà đến gặp gỡ với bác sĩ thì tâm lý của bạn Hoàng Anh như thế nào và bạn có mong muốn nào cần bác sĩ giải quyết? Cái trường hợp này thì chỉ định là phẫu thuật BSO là một phẫu thuật lớn cắt toàn bộ hàm dưới, kéo lùi về sau. Tùy mức độ cái xương hàm mình nó dày nhiều ít mà chúng bác sĩ đo đạc lúc mà người ta khám để phân tích là này cắt 3 ly, 4 ly hay 5 ly, 6 ly hay 1 cm. Hai khớp cắn trước thì nó thế này, sau như thế này. Một Hoàng Anh trẻ trung đầy nhiệt huyết đam mê với nghệ thuật sẽ xuất hiện ngay bây giờ với diện mạo như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nhé. Xin mời Hoàng Anh. Lời đầu tiên Châu Anh sẽ gửi tới lời chào trân trọng nhất tới chị MC Thanh Ngọc, bác sĩ Dung và anh Luân cũng như toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn em. Hoàng Anh ơi, hôm nay sức khỏe của em như thế nào rồi? Hiện tại thì sức khỏe của em gần như đã ổn định và cái vết mổ cũng đã hồi phục 99% rồi ạ. Mình ăn uống sao, có bình thường không em? Hiện tại thì ăn uống đã bình thường. Ngọc Luân, em thấy như thế nào về diện mạo thay đổi của bạn Hoàng Anh? Phải nói là hôm nay là thấy Hoàng Anh tươi trẻ hơn nè, sáng sủa hơn nè. Và phải nói là thay đổi rất là nhiều. Và đặc biệt là anh chú ý ở phần cằm của em là đã rất là gọn và định hình thành một cái cằm rất là đẹp rồi. Không giống như là cái cằm ban đầu nó hơi đưa ra, không bác sĩ? Và cho nên là anh cảm giác như là đây là một cái cuộc quá thành công đối với em. Và anh xin chúc mừng em một lần nữa. Cảm ơn anh ạ. Mình là ca sĩ thì mình phải có một cái tài năng, một cái giọng hát thiên bẩm. Nhưng khi đã có một giọng hát trời phú rồi thì tất nhiên những người nghệ sĩ họ sẽ thay đổi bản thân để có một cái diện mạo xuất sắc, thu hút hơn, để đáp ứng được cái nhu cầu của khán giả thị hiếu bây giờ là ca sĩ phải vừa đẹp và vừa hát hay. Em nhận ra được điều đó, em mong muốn là mình ngày càng đẹp hơn. Bên cạnh đó, và giọng hát của mình cũng phải có một cái sự chỉnh chu để hoàn thiện cả thanh cả sắc. Quý vị và các bạn thân mến, để có được niềm đam mê là điều vô cùng đáng quý. Nhưng để thực hiện niềm đam mê đó, chúng ta phải trải qua một hành trình đầy gian nan và thử thách thì chúng ta mới có thể chạm đến ước mơ của mình. Và qua câu chuyện vừa rồi của bạn Hoàng Anh thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có cái nhìn thoáng hơn về phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt ai đang có một cái rào cản rất là lớn
trong hành trình chinh phục ước mơ của mình. Xin được gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, ca sĩ Phan Ngọc Luân và đặc biệt là bệnh viện JW Hàn Quốc đã tài trợ cho chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới. Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua facebook.com/nhansacmoikhoidaumoi hoặc cũng có thể gọi điện thoại đến hotline 0968681111. Chương trình Nhan sắc mới khởi đầu mới được phát sóng định kỳ vào lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.